một buổi chiều tháng ba, tình ta như hoa thuận theo giữa thân trời và bầu la, tình yêu nhiệm màu dịu nhau qua cơn bão giông, tình ta trong lòng vào một tình yêu màu hồng. Trân trọng kính chào tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành review lại về dòng sản phẩm, đó chính là loa kéo điện 4 tấc đôi 1202 nha anh chị ha. Thì về dòng sản phẩm này thì Nhật Tây đã lâu lắm rồi không có review, thì hôm nay thì Nhật Tây sẽ review lại. Về thiết kế bên trong thì nó cũng tương tự như dòng 1002 phiên bản FX thôi, nhưng mà ở đây thì về cái vẻ ngoài thì loa là được trang bị cho mình bằng thùng gỗ Vania ha, vân gỗ ha, được trang bị cho mình rất là đẹp anh chị thấy không ạ. Nếu như mà anh chị và các bạn chúng ta yêu thích màu vân gỗ thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo cho anh chị. Thứ nhất là loa rất là đẹp luôn, nhìn rất là sang trọng nha anh chị. Còn bên cạnh đó thì loa cho một cái chất âm vô cùng hay luôn ha. Thì giá của dòng sản phẩm này thì tầm giá là 14 triệu ha anh chị nhá. Đó, còn anh chị muốn loại rẻ hơn tương tự như thế này thì Nhật Tây vẫn ráp được về dòng giá là 12 triệu cho anh chị và các bạn ha, là loại rẻ nhất ha. Còn ngay bây giờ thì Nhật Tây sẽ tiến hành giới thiệu sơ qua một lần nữa về dòng sản phẩm này. Loa được trang bị cho mình với loa bass là từ 170, côn là 65 nha anh chị ha. Bass là từ 170, côn là 65. Và ở đây cặp chép là cặp chép 450 ha anh chị, cặp chép 450 RCF. Và trang bị thêm cho mình gồm có bộ phận xử lý là cục đẩy Yamaha HS9000, trang bị 24 con sò ở bên trong, giúp chúng ta có thể là tải thêm được một cặp 30 ha, một cặp 30 nữa vẫn ok nha anh chị. Thêm nữa là về cái vang, vang ở đây là Nhật Tây đang chọn vang cơ Ness Acoustic FX9 Blues ha. Thì vang cơ này cho tiếng âm thanh rất là sáng luôn. Tiếp tục là về phần micro thì Nhật Tây chọn micro đó chính là Shure UGS23 ha. Thì micro này có cái chế độ tự ngắt rất là hay luôn anh chị. Ngay bây giờ thì Nhật Tây sẽ tiến hành test chất lượng nhạc một chút xíu nữa và sẽ test chất lượng karaoke cho anh chị và các bạn chúng ta cùng tham khảo ha. Và để biết giá chính xác nhất thì anh chị có thể là đọc cái phần tiêu đề hoặc là liên hệ với Nhật Tây qua số điện thoại 0797 989 656 ha. Đấy, bây giờ thì kiếm một cái bài nhạc nào đó giật giật, bài này cũng được mà ha. We'll be right back.
tìm được bài hát em đi hát rồi nha. Vô vừa rồi Nhật Tây cũng đã tiến hành test chất lượng karaoke của dàn sản phẩm 1202 anh chị nha. Phiên bản loa kéo điện công suất lớn bass đôi 40 và ở đây cho mình cái chất âm phải nói rất là tuyệt vời luôn anh chị nha. Anh chị có thể quan tâm mua hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại được để lại ở bên trên màn hình, hoặc là anh chị có thể là đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi ở tại 8B5 đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Rất mong anh chị hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Nhật Tây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video review tiếp theo. Bye bye.